31 32 4 Cái gì? 1 tỷ Anh công an, hãy đi chơi với em một chút. Đi thôi. Chết rồi, vé số của tôi ta đang ở đâu cô là ai ai là ai ta là bà cố của người vừa trúng một tỷ tâm trạng ngươi thế nào đừng nhắc nữa dù có chúng một tỷ nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa có tiêu được đâu nếu ta nói rằng ngươi thực sự chưa chết thì sao nghĩa là sao cháu trai số tiền thường chỉ là phần nổi của tạng băng thôi tài sản của ta vượt xa sự tưởng tượng của ngươi ngươi trở nên giàu có chỉ sau một đêm may mắn đã hết chắc chắn sẽ có tai họa vì vậy ta đã triệu hồi ngươi trở về thời cổ đại trong vòng một tháng phải phá hủy toàn bộ tài sản của nhà họ diệp nếu không, cuộc hành trình của ngươi sẽ kết thúc. Thậm chí, trong đời sống ở thời hiện đại, ngươi cũng sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Hành trình. Hành trình nào? Hãy nói rõ đã. Tên chó chết này, dám làm bần quân của ta, muốn chết sao? Lực tác động lẫn nhau, làm tay ta đau quá, ta không mơ. Lẽ nào, ta chỉ là một tên chân ngựa mặt hạ. Vậy thì làm sao ta có thể làm việc ra phá sản được, bà không muốn ta quay lại đúng không? Thứ chết tiệt, người đang phạm tội to đấy. Ta nói cho người biết, người hãy cẩn thận, bệ hạ ngày mai sẽ tới đây. Để thăm điệp ra chúng ta, ngươi đừng gây rắc rối đấy. Giờ thì trói hắn lại. Bệ hạ tới thăm, nếu ta chửi hoàng đế, thì Điệp Gia cũng bị liên lụy, lúc đó, Điệp Gia sẽ bị tịch thu tài sản. Nếu như vậy, chẳng phải là ta đã đạt được mục đích sao? Sao còn chần chừ? trói hắn lại, lấy dây buộc lại? Nếu người dám động đến ta, thì ta sẽ cho người ăn phần ngựa. Người dám xúc phạm cả ta sao? Sao không dám? bắt hắn lại nhanh lên đua tài sợ bị ăn phân người nói sao ta muốn ngươi trong vòng một tháng phá hủy toàn bộ tài sản của nhà họ điệp để xem sau này ta sẽ chửi ngươi như thế nào hoàng thượng giá lâm điệp lang người giang nam chủ điệp gia bái kiến bệ hạ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bình thân tạ ơn bệ hạ thật lạ đây không phải là cô gái tên bích vân sao giá <laughs> như có thể quay lại trước kia ta sẽ tìm mọi cách nếm thử mùi vị của công chúa này <laughs> Bây giờ khi tình hình đất nước suy si thoái, việc tìm người tài thật khó khăn. Nên hôm nay ta đến Giang Nam, cũng là để tìm người tài. Tên cậu hoàng đế, ta muốn mắng người lâu lắm rồi. Tô Gan, ngươi nói gì? Hôm nay ta sẽ mắng người đến nôn thì thôi. Nhìn ngươi có vẻ sạch đấy. Tô Gan, dám lăng mạ bệ hạ, ta sẽ giết người. Hoàn đã, ta muốn nghe xem hắn mắng ta vì điều gì. Thế thì tên cầu hoàng đế nhà ngươi lắng tai mà nghe này. Đầu tiên là mắng ngươi bất tài, đất đai ở Giang Nam bị thu hồi hết, làm sao dân sống nổi? Ngươi có biết người dân Giang Nam nghèo đến mức không đủ rau mà ăn không, ngay cả trẻ sơ sinh cũng khó mà sống. Sao trẻ sơ sinh lại không thể sống được? Thứ hai, ta mắng ngươi là vua mà lãng phí tiền bạc, bỏ rơi dân chúng, ngươi chỉ muốn vui chơi mỗi đêm, chứ có quan tâm đến người dân đâu. Thứ ba, ta mắng ngươi vì đã làm mất lãnh thổ của tổ tiên, đến giờ vẫn chưa lấy lại được, câm miệng. Tội xúc phạm hoàng đế là tội bị tịch thu tài sản, hãy tịch thu tài sản của Điệp gia đi, đang là một thằng chăn ngựa, được mắng hoàng đế cũng vùi đấy chứ. Tên khốn, hôm nay ngươi đã xúc phạm bệ hạ quá nhiều, cho dù Điệp gia có giàu nhất giang nam cũng không thể bảo vệ ngươi đâu. Vương pháp quy định vậy mà, ta sẽ thay đổi vương pháp nếu bệ hạ đồng ý, cuộc sống của ngươi kết thúc rồi. Hoàng hậu đã cứu ta, chắc là có cảm tình với ta rồi. Bệ hạ còn chưa lên tiếng, người đã muốn thay đổi vương pháp rồi sao? Đúng là vương pháp thì không thể thay đổi. Do hạ thân nóng giận quá, xin bệ hạ tha tội. Hắn đã xúc phạm ta, thì để ta xử lý hắn. Người đâu? Bắt hắn vào đại lao, xem hắn còn dám mắng ta nữa không? Nếu bệ hạ muốn tịch thu tài sản của điệp gia, thì hãy làm ngay đi. Đa tạ công tử, tên vua này bị sao vậy? Tấm biển này được viết bởi Thái Thượng Hoàng, ta luôn coi đó là phương châm của mình. Nhưng nếu hôm nay không có công tử liều mạng nói ra sự thật, thì ta nghĩ rằng ta sẽ không biết mình đang thất bại như thế nào. Chuyện gì vậy? Ta chỉ muốn ông tịch thu tài sản của điệp gia thôi. Người có biết rằng, từ khi ta lên ngôi, triều đình toàn những kẻ định bợ, chỉ có ngươi là dám đưa ra lời khuyên chân thành. Ta, ta đã gặp được một người thẳng thắn, đa tạ công tử. Bệ hạ, ngài cần phải biết ơn ta sao? Vậy nếu bệ hạ muốn cảm ơn ta, thì hãy nhanh chóng tịch thu tài sản của điệp gia. Điệp gia phá sản, thì ta có thể về rồi. Mặc dù ngươi chỉ là nô tài trong điệp gia, nhưng người đã sướng hơn người dân ở ngoài rất nhiều. Ngài muốn ta tịch thu gia tài của Điệp Gia để giúp người dân, vì biết Điệp Gia đã làm nhiều điều không tốt với người dân Giang Nam đúng không? Chí tưởng tượng của bệ hạ thật đáng sợ, ta đâu có ý vậy. Nhưng ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không để một tài năng như ngươi bị chôn vùi đâu. Vì vậy, ta không những không tịch thu gia tài, mà ta sẽ ép Điệp Lang thoái vị, và ngươi sẽ là người quản lý Điệp Gia. Cái gì? Bẩm bệ hạ. Đó không phải điều ta muốn nói, đây không phải tham vọng của ta. Người muốn lên tiếng thay người dân đúng không? Yên tâm, ta hứa sẽ cho ngươi là người giàu nhất Giang Nam. Hôm nay, ta đã nói hết rồi, ngươi cứ về đi, ta sẽ cho truyền chiếu chỉ sau kế hoạch thất bại rồi ta chỉ có một tháng thôi phải làm sao đây đúng rồi nếu ngươi trở thành chủ điệp gia ta có thể tiêu nhiều tiền hơn nếu bệ hạ yêu cầu cứu trợ thiên tai cả chục ngàn người dân thì có mười điệp gia cũng không đủ tiền đại nhân đã bao giờ nghe thấy món ăn tiểu sắt chưa đây là bữa ăn tiểu sắc ta vừa ăn vừa thưởng thức cái đẹp nghe nói ăn như vậy có thể chữa đau bụng hay lắm hay lắm đại nhân đúng là người đứng đầu điệp gia thật chịu chơi chỉ mong thái sư vui thôi thế thì ta không khách sao nữa nếu những mảnh đất ở giang nam được chuyển cho điệp gia thì tốt biết mấy Chuyện nhỏ thôi mà, ngày mai ta sẽ cho người đuổi hết lũ dân đen đấy đi, cứ thế mà làm. Vụ mua của điệp gia chắc chắn sẽ tăng gấp đôi trong năm nay. Chết tiệt, ta thì đang cố gắng tiêu hết tiền, ngươi thì lại cố kiếm tiền. Hai thằng chó, thật vô liêm sỉ. Trương Yên, người cung bị hoàng thượng xử tử sao? ta không những không bị sư tử, mà ngươi sắp bị thoái vị rồi, ta sẽ là người đứng đầu điệp gia. Ta sẽ tiêu hết tiền của điệp gia, ngươi sẽ không được xu nào đâu. Ngươi đã xúc phạm hoàng đế, giờ lại muốn làm chỉ điệp gia, thật là hài hước. Ốc chó, ngươi nói cái gì vậy? Một tên vô đạo đức mà dám ở đây lớn giọng, ta nghĩ người đã trốn khỏi Đại Lao. Người đâu? Kéo hắn ra, chặt thành từng mảnh cho cho ăn. Hỗn láo. Công chúa, sao người lại ở đây? Ta đi đâu cũng cần báo cho các người sao. Người dân Giang Nam thì không đủ ăn, còn các người ở đây ăn chơi nhảy múa. Đây là cách người giàu nhất Giang Nam giúp người dân sao. Bàng Thái Sư, Người cũng muốn trả đạp người dân đúng không? Thần, không dám. Điệp giã nghe chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, từ nay, ta giao điệp gia cho Trương Yên quản lý, còn điệp lang đã làm nhiều điều xấu, bị dáng làm dân thường. Từ nay, Trương Yên sẽ là người đứng đầu điệp gia, khâm thử. Thần tuân chỉ. Cái tác đầu tiên là vì không lo cho người dân. Cái tát thứ hai là vì ngươi thiếu khiêm tốn. Cái tát thứ ba là vì xúc phạm ta nhiều năm. Được rồi, được rồi, đánh vậy thôi. Giờ ngươi đi với ta, ta muốn bàn với ngươi về việc xác nhập đất ở Giang Nam. Đi thôi. Con đàn bà chết tiệt, chỉ dựa vào bệ hạ để xúc phạm bổn thái sư. Thái sư, hắn chắc chắn đã lừa gạt bệ hạ. Ngài hãy giúp ta lấy lại vị trí trong nghiệp gia. Cút đi hiện nay rất khó để sử dụng đất đai hiệu quả chắc chắn hắn đã lừa dối bệ hạ về đất đai chỉ như vậy hắn mới có thể thành chủ điệp ra vậy phải làm sao lo cái gì hãy dành thời gian mà suy nghĩ đi chúng ta sẽ liên kết với những người giàu ở giang nam để chèn ép hắn nhân cơ hội chưa ai biết người bị giang chức chúng ta cần đoàn kết để vượt qua khó khăn này Trương Yên, bệ hạ nhờ ta hỏi ngươi về việc đất đai ở Giang Nam. Chẳng phải chỉ là việc đất đai bị thu hẹp thôi sao? Thật sao? Đúng vậy. Trương Yên, công chúa ngọt thật sự. Dù sao thì ta cũng sớm quay lại thời hiện đại, nếu không có trải nghiệm nào thú vị thì rất thiệt thòi. Hơn nữa, nếu công chúa tức giận và dẹp bò điệp ra, thì đó không phải là đã đạt được mục đích của ta sao? ta xây quá rồi mệt quá trương yên ta cần những đại thần như ngươi ở kiều đình ngươi có muốn giúp ta không nếu muốn giúp thì nên trả cái gì chứ công chúa nếu vậy thì ta có được thường gì không trương yên người muốn gì công chúa Nàng không hiểu sao. Trương Yên, ta giết người. Công chúa, nếu cô muốn giết ta, thì đất nước sẽ mất đi một nhân tài. Cô có muốn giết ta nữa không? Lợi dụng công chúa để trở về thời hiện đại, thật tuyệt vời. Cùng lắm, ta sẽ giao hết tài sản của Điệp Gia cho công chúa thôi. Giao tài sản của Điệp Gia thì dễ dàng cho người quá. Ta sẽ trừng trị người. Nếu ngươi không thể tìm ra cách giải quyết việc đất đai ở Nam Giang hôm nay, ta sẽ để bệ hạ giết ngươi. Công chúa và Trương công tử đang làm gì vậy? Bệ hạ, Trương Yên đã có giải pháp cho vấn đề đất đai ở Giang Nam rồi. Công chúa nói có đúng không? Trương Yên nói, nếu hôm nay mà không có giải pháp thì sẽ xin chết để xin lỗi. Công chúa nói gì vậy, kể cả không có giải pháp thì cũng đâu cần phải chết, Trương công tử đã tìm ra giải pháp rồi, sao không đến gặp ta mà gặp công chúa làm gì? nếu trương công tử thích công chúa thì ta sẽ nói đỡ cho chỉ là em gái ta hơi đanh đá sợ công tử không chịu được thôi hãy nói giải pháp của người mau người phụ nữ này ép ta quá cô ta nghĩ ta không có giải pháp sao thực ra giải pháp rất đơn giản vì tất cả đất đai đều nằm trong tay địa chủ vì vậy chúng ta sẽ thực hiện tám chữ tám chữ nào lấy đất người giàu chia cho người dân kể cả ta cũng phải tuân theo pháp luật làm sao bắt người giàu giao đất được bệ hạ không cần người ra mặt ta sẽ yêu cầu các địa chủ giao nộp đất hoặc là ném tiền vào mua đất chỉ cần dùng nhiều tiền mua đất của người giàu sau đó phát cho người dân là xong nhưng đất ở Giang Nam không ít. Điệp gia rất giàu có, cũng sẽ mất rất nhiều tiền. Tài sản sao? Ta đang muốn tiêu hết tài sản của điệp gia đây. Dù có mất nhiều, nhưng nếu giúp được người dân thì ta sẵn lòng. Đó là việc tốt mà. Trương Yên, ta chưa từng thấy ai có thể hy sinh bản thân mình cho người dân như ngài. Nhưng nếu người giàu được thêm tiền từ điệp gia, thì cũng không tốt. Ta chỉ mong người dân được sống tốt hơn thôi thật là nhân ái thời cổ đại loạn lạc quá không biết điệp lang còn có ý đồ gì khác không tốt nhất là ta nên quay lại thời hiện đại thôi đáng tiếc nhất là công chúa xinh đẹp trước khi quay lại ta phải làm một ngày mồng ba nháy diệp liễu đến diệp liễu cuộc sống thật khó đoán bệ hạ ta đã gọi cô ấy đến vào đi Bái kiến bệ hạ. Không ngờ, thư ký nhà họ Điệp lại ngọt nước đến vậy. Ta cứ tưởng thư ký sẽ là một lão già xấu xí. Mặc dù Điệp Lang rất hống hách, nhưng còn biết giữ tiền. Tên ngốc này vừa nhận chức đã muốn phân phát tài sản. Không được, ta phải bảo vệ Điệp ra. Ta không đồng tình với việc mua đất của công tử. Tại sao? Mua rất nhiều đất trong một lần, thì Điệp ra chúng ta sẽ tốn rất nhiều tiền. Ta đã làm cho Điệp Gia mấy thế hệ rồi, ta không thể ngồi nhìn Điệp Gia sụp đổ trong bất lực được. Người nghĩ, Điệp Gia sẽ sụp đổ trong bao lâu? Nếu công tử cứ làm như vậy, thì chỉ 3 năm là sụp đổ. Hồng rồi, ta chỉ có thời gian một tháng, nếu đợi 3 năm thì ta chết chục lần rồi. Công tử, cách này tốn rất nhiều tiền của Điệp Gia, hay là thử cách khác đi? ta là chủ gia đình và ta có tiếng nói cuối cùng, ta muốn mua đất, ta muốn tiêu tiền. Thế ta ở đây là vô hình sao? Nếu ngài cứ làm vậy, thì sẽ không tồn tại được quá một năm đâu. Hãy để người dân được trải qua cảm giác của địa chủ. Thật không? Ta cần phải thực hiện việc này nhanh thôi. Bệ hạ, không trần chừ nữa, ta sẽ tìm các địa chủ và thương lượng với họ ngay, cần nhanh chóng cấp đất cho người dân. không tư lợi, rất hào phóng, chính là người ta cần. Bệ hạ, Trương Yên có thật là tốt như vậy thôi. Lúc đầu ta cũng nghi ngờ, nhưng giờ thì tin rồi, ta hiểu ý hắn ta. Vậy ý bệ hạ là gì? Theo luật mới, nếu địa chủ bán đất với giá cao hơn 30%, thì bị phạt 50 giòi. Nếu là 70%, đó là tội lũng đoạn thị trường, bị phạt 80 giòi nếu bán đất gấp đôi sẽ bị xử tử ngay tại chỗ trương yên muốn mua đất giá cao để đưa địa chủ vào bẫy ta sẽ có lý do lấy lại tiền của chúng trương yên thật là cao tay có tấm lòng như vậy thì ta sẽ giúp người hết sức ta sẽ chờ ngươi làm cho lũ địa chủ phải đôn tiền ra chia cho người dân tất cả mọi người có hiểu ý ta nói không thái sư đừng lo trương yên sẽ không lấy được đất của chúng ta đâu đúng kể cả bệ hạ muốn lấy đất cũng phải có người đứng sau hắn chỉ là một thương gia bình thường thì sợ gì ai nói ta là một thương gia bình thường trương yên ta là người giàu nhất giang nam ta muốn tất cả đất đai trong tay các ngươi Trương Yên, người nói thật không? Người giàu không nói dối. Hãy tận dụng cơ hội này để kiếm tiền đi. Trương Yên, sao người đem tiền của điệp gia ta ra đây? Người không nhắc thì ta cũng quên mất. Giờ ta là chỉ điệp gia. Còn ngươi chỉ là đầy tớ, không đủ tư cách nói chuyện với ta. Ai muốn hợp tác thì đến với ta. Trương Yên, ta có một ngàn mẫu đất bỏ hoang. Nếu ta ba ngàn lượng thì ta bán. Địa chú khá hợp tác, có ba ngàn thôi sao? Thưa ông chủ, mẫu đất này chỉ có giá một ngàn lương thôi. Ai vừa nói rằng chúng ta có thể đưa ra bất cứ mức giá nào chúng ta muốn, giờ lại đổi ý sao? Người đứng đầu nhà họ điệp, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng phải để thư ký quyết định ừ. Ai nói ta không thể đưa ra quyết định, đây là bốn ngàn lượng. Trương Yên, người bị điên sao, tự nhiên chi ra bốn ngàn lượng cho mảnh đất hoang. Trương Yên, người phải giữ lời Tất nhiên, thỏa thuận đã được hoàn tất Trương Yên, ta không chỉ có một ngàn mẫu đất hoang Mà còn có thêm một ngàn mẫu đất màu mỡ Cho ta một trăm, hoặc tám mươi, hay bảy mươi ngàn lượng cũng được Điều làm ta khó chịu nhất là kỳ kèo Ta trả luôn một trăm ngàn lượng cho người Đợi đã, ta cũng có một ngàn mẫu đất màu mỡ Từ từ, đừng tranh giành, Tất cả đều có phần 3 Lão gia ơi, ngài hoang phí quá rồi. Nếu cứ như tốc độ hiện tại, thì nửa năm nữa sẽ phá sản. Cái gì, nửa năm sao? Còn ai chưa bán không? Ta ra lệnh, tất cả các miếng đất được bán ra phải cao gấp 10 lần, không được rẻ hơn, dù chỉ một xu. 10 lần sao? đắt thế thì ai mua? 10 lần thì đắt quá, làm sao chúng ta bán đây? Đúng đúng. Nếu các người không bán ra đó, thì ta sẽ không mua. Trương Yên đang răng một cái bẫy, để bẫy tất cả những địa chủ ở Giang Nam. Hãy cầm sắc lệnh của ta và giám sát đi, vệ hạ, ta sẽ đi ngay. Kế hoạch lần này là nhờ công lớn của Trương Yên, người dân ở đây sắp có đất để làm ăn rồi, ta phải trọng thường mới được. Trương Yên, ngươi là kẻ ngốc. Khi còn là gia chủ, ta từ một xu có thể kiếm được cả ngàn lượng. Quá ngốc nghếch, ngươi chỉ quan tâm đến số tiền ít ở đó. Còn ta thì khác, ta không quan tâm đến tiền. <laughs> Tiền cổ đại thì ta quan tâm làm gì? Trương Yên ta chỉ quan tâm đến đời sống người dân. Khi ta lên chức, ta sẽ biến người dân Giang Nam thoát khỏi nghèo khó, sẽ không còn cảnh đất đai bị các địa chủ thâu tóm nữa. Nếu người dân được hưởng lợi, thì điệp ra ta sẽ có công nhất trong chuyện này. Lão gia, người là cứu tinh của nhân dân Giang Nam. Cứu tinh, ta không phải là thánh. Ngài đã cho nhân dân đất đai, làm sao không phải là thánh? Từ trước đến nay làm gì có ai tốt như Ngài? Ngài không là thánh thì là ai? Chúng ta sẽ sống chết vì điệp gia. Ta chỉ muốn về nhà thôi. Đợi đã, sao các người biết ta mua đất? Là ta nói với họ, ta đến để ban chiếu chỉ của bệ hạ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Chiêu viết, kẻ nào bán đất với giá quá cao là phạm tội gây dối thị trường, sẽ bị phạt 50 roi, nếu cao quá, phạm tội khi quân, sẽ bị xử tử, khâm thử. Cái này là sao? Hắn đã cố tình lừa chúng ta. Chết tiệt, đây là luật mới được ban hành trong năm nay, ta đã không để ý. Hắn đã âm mưu lừa các điện chủ rồi, ngươi thật độc ác. Ta không biết gì, ta thể có chúa, ta chỉ muốn mua đất. Con giả vờ, những gì người nói, ta sẽ không tin đâu. Lão gia, xin hãy nhận lại tiền. Muốn tiêu tiền mà cũng khó khăn quá. Rất tốt rồi, kế hoạch của chúng ta đã thành công. Ta đã có kế hoạch từ khi nào, mặc dù ngươi không nói. Nhưng ta đã biết ý định rồi. Ta chỉ muốn tiêu tiền thôi. Những hành động của ngươi chứng tỏ ngươi là kẻ gian xảo, quỷ quyệt, dám lấy người dân để làm lá chắn, thật bị ổi. Trương Yên. Hóa ra nụ cười của ngươi chỉ để bảo vệ màu áo ngươi đang mặc. Sao các ngươi cứ nghi ngờ ta thế? Ta thực sự chỉ muốn tiêu tiền thôi. Có mà mới tin ngươi. lão gia đi mua đất xong còn được trả lại tiền đúng là trụ cột của điệp gia thật là một người thông minh người đàn ông hoàn hảo tất cả đều bị chặt đầu hãy tha cho chúng tôi hãy cầm lại tiền đi ta có một ngôi nhà to ta sẽ cống cho lão gia dù có giết ta thì ta cũng không nhận lại tiền đâu ta còn cuốn sổ tiết kiệm của ông bà làm sao để thừa hưởng đây còn đứng đó làm gì lấy lại tiền đi hãy nhận lại tiền tôi không muốn chết ngươi là thư ký đúng không đúng vậy vì lão gia của ngươi không lấy lại tiền thì ngươi hãy nhận lại đi trương yên kế hoạch của ngươi và bệ hạ đã thành công sao ngươi không vui vậy công chúa không biết rồi phải trải qua tu tập mới được như vậy đấy cái này gọi là bỏ mặc cuộc đời để gió cuốn đi ngươi thật tuyệt vời các người hại ta rồi ta sẽ không làm việc nữa đâu ngươi nói sao ta không làm nữa ngươi không thể ngừng làm việc ta vẫn còn nhiều việc quan trọng cần ngươi làm trước kia người đã mắng ta đã rất hoang phí nhưng có nhiều việc cần rất nhiều tiền, hay là do ta không biết quản lý. Từ khi bệ hạ lên ngôi, đã làm thất thoát ngân sách nhiều lắm đúng không? Một số việc ngay cả khi thực hiện theo cách bình thường cũng tốn rất nhiều ngân khố. Ví dụ như tuyển phi tần, giờ thì dừng lại thôi. Tốt nhất là dừng trong hai năm nữa, ta sẽ không tuyển thê thiếp nữa. Không không, nó vẫn cần thực hiện. Hãy tiếp tục tuyển phi tần với tiêu chuẩn cao nhất. Ta sẽ lo vấn đề tiền. Ta đã nghĩ rồi ta sẽ tổ chức siêu cuộc thi tài năng hàng đầu, cuộc thi đó sẽ tên là cuộc thi tuyển chọn siêu phi tần. Siêu phi tần chỉ tìm kiếm những người phụ nữ đẹp nhất để làm vợ lẽ của bệ hạ. Nếu ngươi có thể làm được việc này, ta sẽ trọng thường. Bệ hạ, ta không muốn bất kỳ phần thưởng nào, ta chỉ cần giúp được cho bệ hạ thôi. Càng nhiều tiền, ta càng phải tiêu nhiều, bệ hạ. Đừng gây rắc rối nữa. Thật là tận trung với nước mà còn không màng lợi ích. Ta sẽ tạm thời cho ngươi làm sứ thần của hoàng đế, đợi khi cuộc tuyển chọn hoàn tất, ta sẽ phong chức cao hơn. Đa tạ bệ hạ, chỉ cần ngài không thưởng tiền cho ta thì nói gì cũng được. Trương Yên, thật khốn nạn. Thái sư như ta cũng bị hắn lừa như một con khỉ. Xin thái sư hãy bình tĩnh, chỉ là hắn được bệ hạ yêu quý, nếu không thì ta đã giết hắn rồi. Bệ hạ giờ chỉ nghe lời hắn ta, kể từ khi tên khốn đó xuất hiện, bệ hạ dường như đã mất kiểm soát rồi. Bất cứ ai chống lại thái sư này sẽ không có kết cục tốt đẹp, bao gồm cả tên lừa đảo đó. Lần này, chúng ta sẽ không chỉ làm cho hắn bị thất sùng, mà sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Bàng thái sư, có cách gì vậy? Chẳng phải hậu cung của bệ hạ vẫn còn khá chống trải sao? chúng ta sẽ tìm một mỹ nữ xinh đẹp cho bệ hạ nhưng thái sư nếu như vậy thì bệ hạ sẽ chỉ nghe lời mỹ nhân đó mà thôi tên khốn đó vẫn rất vui vẻ câm miệng vậy thì phải tìm phi tần là người của ta lúc đó để xem tên khốn kia sẽ xử lý như thế nào thái sư thật thông minh trương yên dám chống lại ta người phải chết. Đây là cuộc thi tìm siêu phi tần. Siêu phi tần là cuộc thi tìm phi tần giỏi nhất cho bệ hạ. Nếu thắng cuộc, thì người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng 5.000 lương vàng. Tất cả số tiền này đều do ta tài trợ. 5 triệu. Thật khủng khiếp. Còn nữa, Vị trí thứ hai và vị trí thứ ba cũng sẽ nhân được 3 triệu lượng và hai triệu lương vàng. Cái gì? Nhiều quá. Nếu ai đăng ký tham gia, không cần được giải, cũng được 100 lượng tiền đi đường. Hay quá, còn có tiền đi đường nữa. Ta có con gái sinh đôi, có đăng ký được không? Đừng lo lắng, ai cũng có phần. Ta có thể đăng ký được không? Đăng ký. Không cần xinh quá, nhưng cũng không thể xấu như vậy. Thật không tệ, làm người đứng đầu điệp ra cũng rất tốt, nhưng tiếc là phải quay lại thời hiện đại sớm thôi. Nếu điệp Gia không thể phá sản trong vòng một tháng, thì đừng mong quay trở lại. Đã một tuần rồi. Ta phải tăng tốc quá trình thôi. Lão gia bị điên rồi. Ôi, ta chưa thấy gì. Cô ra trước đi. Cứ bình tĩnh đi. Có gì mà vội vàng vậy? Ta biết lão gia muốn lo cho bệ hạ, nhưng nghiệp gia đang tiêu quá nhiều tiền nếu cứ tiêu tiền như vậy thì chỉ ba tháng sau là phá sản thôi. Ba tháng, cô hãy đi thông báo cho ta, nói rằng giải thưởng của cuộc thi sẽ được tăng gấp đôi. Lão già điên rồi. Không, lần trước vụ mua đất ta cũng nghĩ vậy, nhưng không mất xu nào. Hầu Tư mua được hết tất cả ruộng đất của địa chủ, có khi nào lần này cũng vậy không? Này cô đang làm gì vậy lại đây ta dọa thôi người phụ nữ này đẹp như một bông hoa thậm chí có thể so với thúy kiều tốt vậy thì ta sẽ đưa cô ấy về Bệ hạ đang tuyển phi tần, dài thường lên đến 50 ngàn lượng vàng, ta phải đi nhanh thôi, không thì không kịp mất, có mất không vậy. Hắn vừa nói cái gì thế? Ngàn lượng vàng sao? Trương Yên đã đi trước chúng ta một bước, dành rất nhiều tiền để tuyển phi tần, kế hoạch của chúng ta thất bại rồi. Không thể thất bại được, Thái Sư ta đã có cách rồi. Cách gì vậy Thái Sư? lão gia một số ứng viên tiềm năng đã được đưa tới đây <laughs> thái sư thấy không mỹ nhân đúng là tuyệt sắc giai nhân thật là tuyệt thái sư ta nhìn thấy cũng cứng hết người rồi toàn là những người đẹp Đừng nhìn nữa, nhanh chóng làm việc đi. Con ngồi đây sao? Những ngày tháng của người sắp hết rồi. Trương Yên, Hoàng thượng đã từng tuyên bố rằng năm nay sẽ không tổ chức tuyển phi tần nữa. Nhưng người đã cố tình mở ra cuộc thi này để nhằm thỏa mãn sự dân dục của mình. Nó đã đi quá xa rồi, lừa dối bệ hạ. Ta sẽ bắt ngươi và tống ngươi vào đại lao. Cái gì? Không tuyển phi nữa sao? Vậy phần thưởng chắc cũng là giả. Thái sư, dân nữ đã bị lừa đến đây. Xin hãy đòi lại công bằng cho dân nữ. Người đâu? Bắt hắn đi. Đợi đã. Đã quá muộn để tha thứ rồi. Ta chỉ muốn nhắc ông, đừng có để cơn giận lấp mất ý chí. Ta làm việc này, đó là vì có người chống lưng phía sau rồi. Ngươi chỉ là một vương gia nhỏ, thì ai có thể chống lưng cho ngươi? Nếu nói về hoàng đế thì phải thái sư ở đây mới đủ tầm nói chuyện. Một tên khốn chưa tham gia kỳ thi hương nào mà dám ở đây lớn giọng sao? Ngươi đừng quên, nhiều đại quan không cần thi hương. Và ta đang là một người quan trọng đối với hoàng thượng. Thật là hài hước, đừng có nói ngươi là thừa tướng do bệ hạ phòng đấy nhé. Gần đúng rồi, ta đang là sứ giả của bệ hạ. Vừa rồi chúng ta có lỡ lời, xin sứ giả bỏ qua. Sứ giả hoàng gia chỉ cần Ngài dạy bảo, chúng ta có thể học bất cứ điều gì. Thật là cháo trở, vừa mới mắng ta xong. Người đâu, đưa hai tên này ra, và loại khỏi cuộc thi này cho ta. Đừng đừng. Thật là ách chết tại miệng, sứ giả của bệ hạ thì phải do bệ hạ phong, người lấy thánh chỉ cho ta xem. Cái này là do bệ hạ chưa đưa ta. Chưa đưa. Hay không có. Ta nghĩ người không có, trương yên, hôm nay người sỉ nhục ta, lừa dối triều đình, còn giả làm sứ giả hoàng gia, tội này thì không cần ngồi đại lao đâu, mà hãy xuống địa ngục đi. Bệ hạ, đã làm xong kim bài theo ý của người. Rất đúng lúc, ta sẽ đưa tận tay cho trương yên. Có vẻ như ta phải cho người thấy sức mạnh thật sự của thái sư này. Người đâu, đến và chặt xác tên lưu manh này cho ta, ta xem ai dám tên nào dám lại gần ta chém đầu thái sư trước nói gì đi đừng nóng hãy tha cho lão phu rồi sao ta đã nghĩ lại rồi ngươi là người đứng đầu điệp gia làm sao có thể nói dối được chắc ngươi đúng là sứ giả triều đình rồi bỏ thanh kiếm đi bây giờ thì ngươi đã suy nghĩ bằng cái đầu rồi thế là vừa nãy suy nghĩ bằng đầu dưới đúng không Bỏ kiếm xuống nhanh. Ta khinh. Ta sẽ không tha thứ cho người. Mà muốn. Lấy một thứ gì đó từ người, tên Thái Sư chết tiệt. Cẩn thận tai nạn nhé, kiếm này sắc lắm đấy. Nếu người muốn chết, thì hãy chết một mình đi. Tới và chém hắn nhanh. Hắn đúng là sứ giả của hoàng gia đấy. xúc phạm sứ giả cũng như xúc phạm ta hai người dám bạo phạm sao thần thần trương yên người nghĩ chúng nên bị trừng phạt thế nào thần nghĩ họ có thể đóng góp cho cuộc thi này họ sẽ đóng góp thế nào ngày nay sức cạnh tranh của cuộc thi chưa cao thần nghĩ nên tuyển một số cô gái xấu để tăng tính hấp dẫn cho cuộc thi nếu có nhiều người tham gia ta sẽ phải chi nhiều tiền hơn điệp gia sẽ nhanh chóng phá sản <laughs> nghe cũng khá hợp lý hai người họ nhìn khá xấu xí chỉ cần hóa trang thành phụ nữ nữa là được tham gia cuộc thi rồi với cách này sẽ làm cho những cô gái khác trở nên tự tin hơn hay ý tưởng rất hay đúng là một phương án tốt hai người hãy thay đổi phụ nữ và tham gia cuộc thi ngay bệ hạ không được người muốn kháng chỉ sao tuân lệnh tuân theo nghị định Thưa quý ông và quý bà, cuộc thi đã có nhiều người đẹp tham gia, nhưng hai người lập dị nhất sẽ được giới thiệu ngay sau đây. Sao cơ? Xin mời hai cô gái lập dị bước ra. Sao xấu vậy? buồn nôn quá Xấu như vậy mà cũng đòi thi Con gái ta chắc chắn sẽ tham gia Hai người xấu như vậy còn dám tham gia Thì mọi người ngại gì chứ Hai người họ vẫn nhận được tiền thưởng của cuộc thi Mọi người còn chờ gì nữa Ai nói cả hai người này xấu xí Ta lại thấy họ rất đẹp đôi đấy chứ Đại ca Gu của anh bạn đấy Trương Yên Có thể cho ta người đó không Sao? hãy buông ta ra, ta là nam nhi mà. Cuộc thi tìm kiếm siêu phi tần sẽ bắt đầu vào ngày mai, các người đẹp hãy nhanh chóng tham gia nhé. Công chúa lo lắng gì vậy? Muội muốn đi đâu? muội muốn tới cuộc thi để xem cuộc thi này có trương yên đứng ra lo liệu hết rồi chẳng lẽ công chúa đang quan tâm đến trương yên sợ hắn có tình ý với thí sinh sao hoàng huynh đang nói gì vậy nếu trương yên có thể là anh rể của ta ta đồng ý cả hai tay nhưng ở đây toàn những mỹ nhân đẹp nhất công chúa phải cẩn thận đấy nếu hắn dám quậy phá, bội sẽ không tha đầu. Thôi xong ngươi rồi. Người tiếp theo Thưa Ngài, mặc dù ta không đổi trội về ngoại hình Nhưng ta có kỹ năng rất đặc biệt Ta hỏi cô Cô có kỹ năng đặc biệt gì? Tài năng của ta chỉ làm khi có hai người. Đây không phải cuộc thi sắc đẹp thông thường, mà đây là tuyển phi tần cho hoàng thượng. Vì vậy, cô không đủ tiêu chuẩn đi tiếp, nhưng cô sẽ có một cơ hội khác. Tối nay, hãy đến phòng ta. Ta muốn xem kỹ năng của cô là gì. Nếu ta chủ động bày tỏ tình cảm với Trương Yên, thì có sợ mất giá không? Công chúa, các người là ai? Bái kiến công chúa, chúng tôi là những thương gia ở Giang Nam. Ừ. Cuộc thi tuyển phi tần đang diễn ra, chúng tôi muốn những thí sinh sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Vậy ngươi phải đi gặp Trương Yên. Trương Yên không đồng ý, anh ấy không nhận tiền. Trương Yên chỉ quan tâm đến bệ hạ, những cuộc thi này tốn kém rất nhiều, ta nên giúp đỡ anh ấy. Nếu thế thì chúng tôi sẽ tài trợ, ta đồng ý. Hay quá. Ta lại kiếm được tiền cho Trương Yên, chắc hẳn anh ấy vui lắm. Lão gia, ngài có thấy nút rồi trên ngực ta không? Có thấy chân ta mềm mại không? Lão gia, đây chính là vòng eo 56 mà ngài nói đến. Trương Yên, ta mang đến cho người một tin tốt. Ba cô đều có năng khiếu, nhưng còn ngoại hình thì cần xem xét. Hãy về nhà đợi kết quả, trước mắt cứ lấy 10.000 lượng đi. Này công chúa, tin tốt là gì? Trương lão gia, công chúa đã hứa cho chúng tôi tài trợ cuộc thi này. Cái gì? Đây là tin tốt sao? Không được, ta không đồng ý. Trương Yên, ta biết ngươi vì bệ hạ, nhưng triều đình không thể để ngươi thiệt được. Vì vậy, ta đã lấy tiền tài trợ rồi. Cô cô, công chúa lấy bao nhiêu? Chỉ có 10 vạn lượng. Ta đã tính toán rất kỹ, thế mà tiền cứ chảy vào túi. Tất nhiên đây chỉ là tiền đặt cọc, nếu cuộc thi kết thúc thì sẽ là 50 vạn lượng. Chúa ơi! Trương Yên, đừng phấn khích, thấy ta giỏi không? Giỏi như vậy thì ta không cần. Trương Yên, ngươi thật kỳ lạ, kiếm tiền không tốt sao? Bái kiến công chúa. Lão gia, vì có cuộc thi này, nên các cửa hàng của Điệp Gia rất đông khách danh số tháng này tăng vượt bậc, chúng ta làm được rồi. Chúc mừng Trương Yên. Thế là xong. Lão gia, ta đã hiểu nhận ngài, tầm nhìn của ngài vượt xa của ta. Cho dù sau này ngài có làm gì, thì ta cũng không bao phiếp phản đối. Cuộc thi kết thúc chưa? Xong rồi, có chuyện gì vậy? Đây không phải là những phi tần tương lai sao? Đây là hình ảnh của những phi tần đạt yêu cầu. Trương Nghiên, ta rất hài lòng với phi mà người đã chọn. Ta ra lệnh cho người hộ tống phi của ta đến Kinh Thành ngay lập tức. Sau đó, ta sẽ phong chức cho người. Nếu ta trở thành đại quan thì sao? Ta sẽ phải chi tiêu để hỗ trợ người dân. Sẽ rất tốn kém đây. Bệ hạ, thần sẽ hộ tống phi của người ngay. Đại nhân, hãy tha cho tôi. Dám nói ta xinh gái sao? Trương Yên, ta sẽ trả thù, chắc chắn sẽ trả thù. Báo. Thái sư, tiểu nhân báo cáo, bệ hạ đã sai Trương Yên hộ tống Mỹ nữ về Kinh Thành. Sau khi đến nơi, bệ hạ sẽ phong chức cho Trương Yên, đại nhân, không thể để hắn làm quan được. Đúng rồi, lúc đó bệ hạ sẽ càng yêu ái hắn, thái sư ta sẽ thế nào chứ? Để ta lo. Ở Giang Nam có một băng cướp rất tàn ác, nhưng bọn chúng đã nhận được sự giúp đỡ của ta rất nhiều. Vì vậy, hãy đưa bức thư này cho thủ lĩnh của chúng và nói ta cần giết Trương Yên, nếu không, ta sẽ đem quân đi tiêu diệt hắn. Đại nhân, Trương Yên sẽ mất thời gian để đến Kinh Thành, ta sẽ đi ngăn chặn hắn. Đi nhanh, Bà đội, cháu trai, tiến độ của cháu hơi chậm. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cháu sẽ không thể quay lại thời hiện đại được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đến Kinh Thành mất bao lâu? Sao lão già lo lắng vậy? Một tên chân ngựa mà mong làm đại quan, đừng mơ. Tên khốn, suốt ngày quậy phá ta, có dám giết ta không? Sao ta không dám? Vậy thì làm đi. Được, ngươi không cần thách ta đâu. Thái sư đã ra lệnh, nhóm của chúng ta phải giết chết Trương Yên, nếu không sẽ không ổn. Giết Trương Yên sao? Hắn là người bỏ tiền ra mua đất cho nông dân, không thể giết hắn được, hắn là người tốt. Đúng vậy, dù chúng ta là cướp, nhưng không bao giờ làm chuyện vô đạo đức. Sao? Người có muốn thái sư dẫn quân đến giết chúng ta không? Có dám chối nữa không? Ta không sợ, Thành thanh Thanh, ngươi đúng là một con rắn độc. Chủ nhân, hãy giết hắn đi, nếu không thái sư sẽ không để ta yên đầu. Nếu ta giết hắn, khác gì giết thánh nhân đất giang nam. Trương Yên đã làm nhiều việc trợ nghĩa để cứu giúp người nghèo. Chúng ta cũng hay đi cướp của người giàu để chia cho người nghèo. Vậy, chúng ta có nên giết Trương Yên không? Mọi người xuống núi cùng ta, chúng ta không những không giết Trương Yên, mà sẽ hộ tống hắn đến kinh thành an toàn. Tuân lệnh chủ nhân. Thái sư đã ra lệnh cho Thanh Thanh đến giết người, băng nhóm của họ đang trên đường đến rồi, ngươi hãy chờ chết đi. Lão già đó dám giao du với lũ cướp, hắn không sợ chết sao. Chỉ cần ngươi chết, thì không ai biết thái sư trời với lũ cướp. Ta đâu có ngu, ta không biết chạy sao. Quân của Thanh Thanh đã mai phục trên cả đường bộ và đường thủy. Nếu người muốn sống, hãy quỳ xuống và xin lỗi ta đi. Ta có thể sẽ nể tình mà tha tội chết cho người. Quỳ cái đầu người ấy. Chị... Này thì quỳ. Chị... Muốn giết ta sao? Ta sẽ đành người trước. Tên vô dụng như ngươi. Hãy nhìn đằng sau đi. Thành thành giáo chủ, ta đã ngăn cản Trương Yên rồi. Hãy giết hắn đi. Giáo chủ, ta không biết Thái Sư trả cho người bao nhiêu, nhưng ta sẽ trả gấp đôi. Ngươi muốn hối lộ giáo chủ sao? Ngươi! Sao vậy? Đánh nhầm người rồi. Hắn mời là Trương Yên. Ta đến muộn, đã không kịp bảo vệ người anh hùng của Giang Nam. Xin ngài thứ tội. Ngươi nhầm người rồi. Thái sư đã yêu cầu người giết Trương Yên cơ mà. Nếu ngươi không nghe, thì Thái Sư sẽ dạy ngươi một bài học. Cho dù Thái Sư có to cỡ nào, chúng ta cũng không thể bán rẻ lương tâm của mình được. Không ngờ những tên cấp này còn có lương tâm. May mà ta đã làm nhiều việc tốt. Đã là anh hùng thì không phải sợ gì cả. Thanh Thanh giáo chủ rất dũng cảm. Chính nghĩa thì không bao giờ phải sợ một lũ đê hèn như hắn cả. Nói hay lắm. Ta phải báo cáo vấn đề này với Thái Sư. Hãy để Thái Sư xử lý lũ giặc cỏ các ngươi. <laughs> tai của ta, cút đi. Nếu còn quay lại, ta sẽ chặt đầu ngươi. Quay lại và nói với Thái Sư, nếu còn làm vậy với ta, thì cẩn thận cái đầu của hắn. Ta tưởng đại nhân sẽ không thích những người như chúng ta, không ngờ đại nhân hào hiệp vậy. Không cần phải gọi ta là đại nhân, hãy gọi ta là Trương Yên. Chúng ta không cần khách sáo. Trương Yên thật dũng cảm và quan tâm đến dân nghèo. Ta có chuyện muốn nói, không biết có nên không. Được, nếu người có điều gì muốn nói thì cứ nói đi Thưa ngài, chúng ta thật sự không muốn làm cướp Chỉ là do lũ địa chủ ở đây quá tàn nhẫn Bây giờ chúng ta lại chọc giận thái sư Mong trương công tử thu nhận ta làm thuộc hạ Xin lão gia chấp nhận Chúng tôi nguyện theo ngài đến cùng Nuôi nhiều người như vậy chắc là lãng phí tiền bạc rồi Thật tuyệt vời, ta phải nhận hết Mong lão gia đồng ý Mau đứng lên đi Cầm lấy, cầm lấy, Đa tạ đại nhân. Thanh Thanh, hãy đi theo ta, ta sẽ không làm cô thất vọng. Đại nhân, kể từ hôm này, ngài sẽ là chủ nhân của chúng tôi. Tiểu nhân nguyện theo trường lão gia. Hãy đứng dậy đi. Thanh Thanh, bây giờ cô sẽ là quản lý đội cận vệ, ta sẽ chu cấp tiền cho cô. Đúng rồi, chi phí hoạt động một năm là bao nhiêu? Trương Yên không sợ tốn kém sao? Dù sao thì anh ấy cũng là thương gia mà. Trước đây chúng ta khá tiết kiệm, một năm chỉ tiêu 5.000 lượng. 5.000 lượng. Nhưng chúng ta có thể tiết kiệm hơn, không cần. Đã là người nhà, thì ta sẽ chi cho cô 100.000 một năm. Đa tạ ông chủ. Lượng vàng. Đa tì ghê chủ nhân. Đa tạ chủ nhân. Vô dung, cô dụng. Lại để hắn thoát lần nữa còn không bao ra ngoài đi đại nhân tất cả là do thanh thanh hắn đã giúp trương yên trốn thoát không phải lỗi của ta không phải lỗi của ngươi thì là của thái sư ta sao ngươi thường xuyên làm hỏng chuyện của ta thì ta còn giữ ngươi làm gì nữa thái sư xin hãy bình tĩnh Thái sư ta đã từng nói không muốn lãng phí, giờ thì ngươi hết tác dụng rồi. Chết đi. Trương Yên dám kết giao với lũ giặc cò, ông trời đã giúp ta rồi, hay lắm. Trương Yên, thông đồng với bọn cướp nước là tội ác kinh tởm. lần này ngươi không thoát khỏi cái chết đầu. Ta đã nói với bệ hạ về việc ngươi đã cứu ta, đợi đến khi người đến kinh thành, sẽ được phòng chữa thôi. Đa tạ chủ nhân, nhưng ta nhất quyết không làm quan đâu, ta sẽ đi theo bảo vệ ngài, và làm những chuyện có ích cho người dân. Thành Thành đúng là một cô gái trượng nghĩa, ta không thể bỏ phí cơ hội này được. Làm vệ sĩ cho ta mệt lắm, ta sẽ có nhiều yêu cầu khắt khe đấy. Xin ngài cứ ra lệnh. Mấy ngày nay ta rất mệt, và đau lưng, cô hãy xoa lưng cho ta nhé. Vâng. Thanh Thanh khá ngoan ngoãn, có vẻ sẽ nhanh thôi. <laughs> Công chúa, bệ hạ đồng ý rồi. <laughs> xin lỗi, xin lỗi, ta sẽ ra ngoài trước. Ở lại đi. Hãy cho ta xem thư. Trương Yên thực sự là người hùng của ta. Bệ hạ có chuyện gì vậy? Trương Yên đã chiêu mộ được nhóm cướp lớn nhất nước ta. Đã nhiều năm chúng hoành hành ở Giang Nam rồi. Trương Yên đúng là tài giỏi. Còn chuyện của muội thì sao? Sao tự dưng công chúa hỏi vậy? Chắc là muội muốn cưới Trương Yên đúng không? Không phải đâu. Chắc gì Trương Yên đã đồng ý. Ta hiểu ý tiểu công chúa rồi, đợi đến khi hắn về kinh thành, ta sẽ trực tiếp nói chuyện, ta sẽ làm mai mối cho hai người. Trương Yên, sớm quay lại nhé. Chủ nhân, hãy cho ta xem lá thư. <laughs> Tuyệt vời, chúng ta không còn là cướp nữa rồi. Thành thanh Thanh, từ nay hãy theo ta, ta sẽ không để có chịu khổ nữa đâu. Cha mẹ ta mất khi ta còn nhỏ, ta đã chịu nhiều thiệt thòi nên mới phải đi làm cướp. Đa tạ vì đã thu nhận ta, ta sẽ bảo vệ ngài suốt đời, không bao giờ rời đi. Nếu cô ở bên ta thì ta sẽ đối xử với cô chân thành, chúng ta sẽ luôn bên nhau. Thái sư, Trương Yên đã thực sự cấu kết với lũ cướp sao? Người đang hỏi cung ta ư? Ừ. Không dám. Ta sẽ bắt giữ hắn. Ta phát hiện, hắn đang trên đường tới Kinh Thành. Chỉ cần lập căn cứ trên đường đi, và lừa hắn sập bẫy, khi thời cơ đến, hắn không thể trốn thoát. Các người nghe đây, phong tỏa hết các tuyến đường. sắp đến kinh thành hãy để bọn ta ở bên ngoài bệ hạ đã nói trong thư rằng sẽ có tin vui cho ta hãy đến bái kiến bệ hạ như vậy sẽ chân thành hơn đại nhân cẩn thận ai Trương Yên đã tới rồi sao người dám cầu kết với lũ giặc cỏ để âm mưu tạo phản ta sẽ giết hết các người giết hết cho ta bệ hạ Thái sư đang ngăn chặn Trương Yên, vì Trương Yên đang cầu kết với lũ giặc cỏ, lũ cướp đã quy hàng, mau thả người. Bệ hạ, Thái sư đã điều động binh mã, quyết tâm giết Trương Yên. Cái gì? Chuyên chỉ của ta, không được giết Trương Yên. Giết. Đợi đã, ta là sứ giả của Hoàng đế. Xem ai dám chạm vào ta, thông đồng với bọn cướp nước là tội nặng. Ngay cả kim bài cũng không thể bảo vệ ngươi đầu. Ai nói thanh thanh là giặc cỏ, Bây giờ cô ấy đã được phòng chức rồi. Ai đã phòng cho hắn, không lẽ là hoàng thượng? Đúng, không thể nào, triều đình đã nhiều lần vây bắt lũ cướp đó, nhưng không thành công. Những tên tham quan như người thì có tốt đẹp gì, chỉ toàn tham nhũng, ta có chết cũng không khuất phục đâu. Nhưng trương yên cũng là quan đại thần, sao người lại theo? Trương đại nhân đã tiêu hết tiền của mình để giúp đỡ người dân, trong lòng người dân giang đam, trương đại nhân là một vị cứu tinh của họ, không giống những tên tham quan khác được. Thái sư, ta thấy họ cũng có lý, người đang bị một lũ giặc thao túng đấy. Thái sư đang ở đây, người muốn chống lệnh sao? Đương nhiên ta nghe lời thái sư rồi, hết. Bình sĩ nghe lệnh, giết hết bọn chúng. Đích thân bệ hạ nói rằng sẽ tới để đón ta đấy. Cái gì? Bệ hạ đón ngươi sao? Đúng rồi. Người nghĩ ngươi là ai mà bệ hạ phải ra đón? Tướng quân, con trần trừ gì nữa? Người có nghe lệnh của Thái Sư này không? Bình sĩ nghe đây, Thái Sư ra lệnh cho các ngươi giết chết Trường Yên. Ai dám giết Trường Yên, ta sẽ chu di cửu tộc bệ hạ trương yên đã cấu kết với lũ giặc cỏ âm mưu tạo phản đáng bị trừng trị trương yên đã thu phục được giặc cỏ thì có tội gì chúng ta đã bắt nhiều lần mà không được chính ngươi mới là người vô dụng trương yên ngươi không bị thương chứ đừng lo lắng thưa bệ hạ với những tên tép riêu này thì không thể làm hại thần được thái sư đã nhiều lần làm ngươi gặp nguy hiểm nên xử lý sao ta đã nói với Thái Sư nhiều lần là đừng động đến ta rồi, nhưng ông không nghe. Bệ hạ, xin hãy cho thần mượn kiếm. Trương Yên, ngươi định làm gì? Đừng có lộng hành, cẩn thận đấy. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi mà ngươi không nghe. Vì đôi tai của ngươi vô dụng, nên ta sẽ... Xô so tời tời nó. nếu ngươi còn chống lại ta đó sẽ không chỉ là đôi tai đầu đi với ta ta có một số tin tuyệt vời cho ngươi tin gì vậy sao cờ kết hôn bình tĩnh đi đây cũng là mong muốn của công chúa nhưng trước khi kết hôn ta sẽ phong ngươi làm thượng thư đã nếu người có thành tích lớn thì ta mới đồng ý gả công chúa cho người sắp làm phò mã rồi ngươi cần cố gắng thánh chỉ phong thượng thư thì sáng mai trước toàn bá quan văn võ ta sẽ trao cho người hiện nay có nhiều thiên tai nếu trở thành thượng thư thì ta sẽ có nhiều cơ hội để tiêu tiền hơn nhưng ngược lại ta cũng sẽ nhận được nhiều bồng lộc dù sao ở đây cũng tốt mà thần sẽ cố gắng hết sức chỉ để cưới công chúa dù là công chúa, cũng chỉ là một cô gái bình thường. Nói hay lắm, đúng là người rất vô tư. đã là anh hùng thì không tính toán, đó chính là điều làm ta thích ở ngươi. Bệ hạ hơi quá lời rồi. Ngươi còn rất khiêm tốn. Vị trí thượng thư sẽ khiến mọi người chú ý đấy. Ngực to nên thấy dễ chịu quá. Thanh Thanh, có chuyện gì vậy? Mọi người đang đồn là ngài sẽ cưới công chúa đúng không? Đang ghen đây. Đúng vậy, công chúa và ta đã đính ước từ lâu rồi. Có thể nói, chúng ta là một đôi trai tài gái sắc. Thế còn ta thì sao? Cô! Lần đầu của ta đã bị ngài lấy mất. Nếu theo phong tục ở đây, thì hoặc là ta sẽ tự tử, hoặc ngài phải có trách nhiệm với ta. Vì ngài và công chúa đã đính hôn, nên ta sẽ không làm khó ngài nữa. Làm sao để phá vỡ quy tắc nhỉ? Tại ta biến thái quá mà. Thanh Thanh, nàng thật quyết đoán, làm sao ta có thể không yêu nàng được. Đêm nay, ta sẽ cho nàng biết ta yêu nàng đến nhường nào. Đêm nay vui rồi. Khi thời cơ đến, nàng sẽ là vợ lẽ của ta. Nàng cũng là thiếp mà. Đại nhân. Sao còn gọi là đại nhân? Hãy gọi ta là tướng công. Tướng công, thanh thanh tin tưởng tướng công. Vậy tướng công của nàng đi lên chiều đây. Nghe nói lần này, bệ hạ đã giải quyết được vấn đề đất đai. Thực sự tuyệt vời chưa hết đâu còn đem về một hoàng phi xinh đẹp tuyệt trần nhóm giặc cọ ở giang nam giờ cũng đã thu phục được rồi bệ hạ thật tuyệt vời tuy nhiên ta nghe nói những việc này không phải hoàn toàn là công lao của bệ hạ mà là nhờ có sự giúp đỡ của một vương gia ở giang nam hắn là ai vậy là ta đây trương yên người giàu nhất giang nam tên khốn ai cho người đến kìm loan điện chính bệ hạ đã cho ta đến ta chính là đương kim thượng thư của triều đình, mệnh quan nhất phẩm. Ngươi chỉ là quan nhị phẩm, còn ngươi, người nữa. Các ngươi toàn là quan tam, nhị phẩm, không có ai xứng đáng nói chuyện với ta. Ngươi là thượng thư sao? Đúng rồi, thật là chết cười, chỉ là một tên ti tiện, mà giờ đã thành quan nhất phẩm rồi. Các vị đại nhân, có tin hắn không? Ta tin cái xít ấy, tên lưu manh này, ta phấn đấu cả đời mới được lên quan nhị phẩm. Sao hắn có thể dễ dàng làm quan nhất phẩm được? Ta đã khuyên bệ hạ trân trọng nhân tài, giảm thiểu những tên vô dụng. Bệ hạ giờ đây đã có cái nhìn mới rồi. Với những kẻ cả đời không tiến bộ được, thì sớm muộn cũng bị đuổi thôi. Thật láo sược. Người dám đánh ta. Sao ta không dám? Nói một câu nữa, thì cẩn thận cái miệng của người. Này, sao thế? Cũng muốn bị ăn đập ư? Ừ. Trương Yên, người dám đánh người tại Kim Loan Điện, bệ hạ đến sẽ xử tội người. Vậy thì ta muốn xem ai sẽ bị bệ hạ xử. Hoàng thượng Giá Lâm, đồ khốn, bệ hạ đã tới rồi, người chết chắc. Hoàng thượng Giá Lâm, bệ hạ xin hãy xét xử cho chúng thần. Bệ hạ, tên gian thương này dám đánh mệnh quan triều đình tại cung điện, đây không chỉ là đánh đại thần, mà nó là cái tát thằng vào mặt bệ hạ rồi. Đúng vậy, hắn là một tên khốn. Các người mới là đồ hốt láo. Trương Yên đã được ta tín nhiệm bổ nhiệm làm thượng thư, các người dám vô lễ sao? Cái gì? Bây giờ thì biết ai mới bị phạt chứ? Hạ thần có mắt như bù. Đại nhân, hãy tha thứ cho hạ thần. Hiện giờ thượng thư đã được phong, chúng ta có thể tiến hành cứu trợ thiên tai không? Cứu trợ thiên tai, miền Bắc vừa bị động đất, chết chóc vô số, hàng vạn người dân đói khổ, rất cần thượng thư quyên góp tiền hỗ trợ người dân. Việc này rất cấp bách cần thượng thư ra tay, nhưng quốc khố không dư giả, Trương Yên mới nhậm chức, việc cứu trợ có lẽ nên hoán lại, bệ hạ, việc cứu trợ thần sẽ làm ngay. Cuối cùng cũng đến lúc tiêu tiền lớn rồi, thượng thư đại nhân, trước mặt bệ hạ không nên đùa dưỡng, nếu ngài không đủ tiền thì sao? Nếu cứu trợ thất bại, ta sẽ cởi cái mũ gặp đen này. Đại nhân xin tha tội, đại nhân xin tha tội. Chuyện nhỏ, không cần lo sợ. Đứng dậy đi đã. Quay lại đây. Người đâu, kéo hắn ăn ngoài. Bọn hạ nhân vụng về quá, làm các đại nhân cười chê rồi. Bọn nô tài thật là ngu ngốc, may có bảng thái sư dạy bảo. Có một tên nô tài rất hỗn láo, nhưng hắn không hề ngu. Các người có biết, ta đang nói ai không? Trương Yên, chính hắn đã làm nhục hai người trước mặt bệ hạ đấy, hai người định báo thủ hắn thế nào? Việc này đơn giản thôi, chúng ta đã có kế hoạch rồi, Thái Sư cứ chờ xem. Bằng Thái Sư, bây giờ ta sẽ lấy hết bạc trong ngân khố và lấy dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, kế hay đấy. Như vậy, Trương Yên sẽ không thể nào lấy được đồng bạc nào để cứu trợ người dân. Hắn chết chắc rồi. Ta thấy các người mới sắp chết, ta sẽ không lấy tiền của ngân khố, mà sẽ tự mình bỏ ra. Cái gì? Người sẽ tự bỏ ra hết sao? Thật là một trò cười. Đây là cả một châu. Người biết cần bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Cần ít nhất 30 triệu lượng mới đủ. 30 triệu sao? Ta khinh. Ta sẽ bỏ ra 50 triệu trước. Mỗi tờ này có giá một triệu lượng. Nhìn cái gì thế? Không tin thì tự đếm đi. 17 triệu, 18 triệu, 19 triệu 48 triệu, 49 triệu, 50 triệu Để cứu vớt bà tánh, ta có thể chi thêm 50 triệu nữa Cái gì? 50 triệu nữa sao? Người đang điên sao? Người nghĩ tiền là lá mít ư ừ, mà lấy bao nhiêu thì lấy Ta chỉ coi tiền như lá mít thôi chỉ biết nói xuông thôi, nếu có gan thì thêm 50 triệu nữa đi, ta cũng đang muốn lấy thêm đây. Đùa sao? Tất nhiên đó là sự thật. Vào đây. Ông chủ, toàn bộ 50 triệu ngài yêu cầu đã được chuyển đến. Hãy mau cút đi, đừng làm chậm trễ việc cứu trợ của ta. Đừng tự hào quá sớm, việc cứu trợ sẽ không đơn giản đâu, cứ chờ xem. Cứ chờ xem. Bàng Thái sư, hắn thật quá đáng, đúng như ngài nói, thật vô nhân đạo. Đúng vậy, phải dạy dỗ cho hắn ta một bài học, cứ yên tâm, ta đã nói rồi đấy, việc cứu trợ sẽ không đơn giản đâu. Dẫn chúng vào đây. bái kiến thái sư các ngươi đều biết rồi chứ thái sư bây giờ ngài bảo chúng tôi tăng giá gạo nhưng miền bắc vừa động đất dân tị nạn khắp nơi chúng tôi sợ chúng tôi sợ bệ hạ trách tội sợ cái gì ta bảo tăng thì cứ tăng đi hay là muốn chống lại mệnh lệnh của thái sư ta không dám không dám không chỉ các ngươi phải tăng giá các ngươi còn phải cùng tất cả thương lái khác tăng giá Luật không xử lý được đám đông, hiểu chưa? Các người không những không sao, còn có thể làm giàu. Cho dù người dân có chết đói đi nữa, thì đó cũng là trách nhiệm của Trương Yên. Vừa mất thêm 100 triệu, sắp được trở về rồi. Lão gia, người dân đã hết gạo để ăn, mà giá gạo đột ngột tăng mấy lần, chúng ta sắp không mua nổi gạo rồi. Ta muốn tiêu tiền, nhưng cũng không thể bị lợi dụng. Đang có khủng hoảng, tên nào dám lợi dụng tăng giá gạo vậy? Không phải một người tăng, mà là tất cả thương lái cùng tăng giá. Tốt lắm. Thái sư muốn sử dụng đám đông để luật pháp không xử lý được đây mà. Đúng là luật pháp không thể xử lý hết được, nhưng ta sẽ giết ông trước. Tổ gan, sao chúng dám tăng giá vào lúc này bệ hạ điều này là không thể chấp nhận được xin bệ hạ hãy nghiêm trị tất cả mọi tội lỗi đều phải trừng trị thích đáng chẳng sao có thể nhân từ được người đâu hãy tịch thu hết tài sản của những tên gian thương này lại bán như vậy có được không người lo sợ cái gì không phải bằng thái sư đã nói bán như vậy sao cứ tăng đi sợ gì phải đấy giờ có thể làm giàu lớn rồi thế thì quá tốt rồi thật sự rất tốt Vậy thì ta sẽ cho các người biết thế nào là vương pháp. 50 lượng một cân, sao các người không đi ăn cướp đi? Chúng ta là thương nhân, nếu thấy đất quá có thể không mua. Không mua thì người dân lấy gì ăn? Cứu trợ thiên tai là việc của triều đình, chúng ta không quan tâm. Dám kiếm tiền từ các nạn nhân đói khổ, rồi còn hỗn lao sao? Phía sau ta có người chống đỡ rồi, ta muốn xem ai đứng sau người. Gọi người đứng sau lưng người ra đây, ta xử lý luôn một thể. kính thưa đại nhân, quyền uy của ngài lớn thật đấy, ngay cả bổn quan cũng dám giết. Hôm nay dám giết bổn quan, ngày mai chắc chắn sẽ giết luôn cả bệ hạ phong không. Trương Yên, người quá to gan rồi. Đừng có nói ta to gan. Chính ông bảo họ tăng giá đúng không? Giá lương thực tăng giảm do thị trường tự điều chỉnh, việc này không liên quan gì tới ta. Cho dù ngươi có muốn nó giảm, thì nó cũng không thể giảm được. Vậy thì ta sẽ kiểm soát chặt. Nếu người muốn kiểm soát, chẳng phải đang chèn ép những người dân buôn bán sao, theo luật pháp, thì sẽ bị cắt chức, lưu đẩy ra biên ải. Tội người quá lớn. Ta xem ai có tội lớn hơn hãy nhìn xem, đây là gì? Thánh chỉ đây, sao các ngươi còn không mau quỳ xuống? Thánh chỉ đây, sao các người còn không mau quỳ xuống? Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, dân chúng phía Bắc đang gặp thiên tai, bọn thương lái vô đạo đức, bán lương thực với giá cao, thật là tội ác ghê tởm. Hôm nay, ta giao cho Thượng Thư Trương Yên, bắt tất cả lũ gian thương này lại, kẻ nào chống lệnh, chém không tha. Đại nhân, không phải là chúng tôi muốn tăng giá. Đại nhân, chính bàng thái sư yêu cầu chúng tôi tăng giá. Bàng thái sư, hóa ra ông chính là kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này, hoang đường. Sao người dám vu khống mệnh quan triều đình? Hôm nay, làm sao ta có thể tha cho người được? người nói ta cho phép người tăng giá đúng không nói bàng thái sư thật oai phong dám giết người diệt khẩu giết gà dọa khỉ nhưng đừng quên rằng đã có rất nhiều người chứng kiến vụ này Thượng thư, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta chỉ đang bảo vệ danh dự các quan đại thần thôi mà. Hãy nhìn xem, có phải người dân đã chứng kiến hết rồi không? Sớm muộn gì ta cũng tự tay bắt được ngươi. Đừng nói quá sớm, ai bắt ai còn chưa biết đâu. Về thôi. đại nhân để hắn đi như vậy sao đừng vội vàng việc này không thể một sớm một chiều được hắn bắt đầu gặp nguy hiểm rồi người đâu bắt chúng vào đại lao tịch thu hết lương thực trương yên nếu ta không giết người ta thể không phải là người đại nhân không cần tức giận đối phó với trương yên có rất nhiều cách người có cách gì nói mau vì hắn đang muốn giúp đỡ dân tị nạn nên ta sẽ tìm dân tị nạn đến để nhờ hắn giúp hắn sẽ không phân biệt được thật giả đâu ý người là tìm người đóng giả làm dân tị nạn để nhận lương thực sao ý kiến hay đấy người đâu gọi chùm giang hồ đến đây cho ta nói với hắn rằng ta muốn hắn giả làm nạn nhân để lừa lấy lương thực, phải lấy cho hết, đừng để lại chút nào. Trương Yên, ta kiểm tra bọn gian thương, thật không ngờ, ngoài lương thực, chúng còn rất nhiều vàng bạc châu báu và nhiều của cái khác, thật đáng sợ. Bệ hạ, toàn bộ số tài sản này phải nộp hết vào ngân khố quốc gia. Không, tiền cứu tế này toàn do Khanh bỏ ra cả, Khanh vì đất nước một lòng, chấm sao để Khanh thiệt được. Thôi chết rồi. Ta đã ra lệnh trả lại toàn bộ số tài sản đó cho Khanh rồi, coi như là đền đáp một phần cho ai Khanh. Bệ hạ, thần chỉ muốn tiêu hết tiền thôi. Trương Yên, ta giao cho Khanh Thượng Vương bảo kiếm này, sẽ không ai dám làm khó Khanh nữa. Nếu gặp chuyện gì bất chắc, chấm cho phép tiền trảm hậu tấu. Trước khi theo lão ra, Ta chưa bao giờ nghĩ kiếm tiền lại đơn giản như vậy. Ngài đúng là tài thần tái thế đấy. Kỳ hạn chỉ còn có nửa tháng, ta chỉ muốn tiêu hết tiền, mà sao khó như vậy? Đại hải, ngươi được mệnh danh là hoàng tử của giới giang hồ sao? tiểu nhân không dám tiểu nhân đã biết ý định của ngài rồi biết phải làm sao rồi chứ việc này ngài cứ yên tâm chỉ ba từ thôi đánh cướp giết chúng ta sẽ không để những nạn nhân tị nạn kia có lương thực tốt sau khi xong việc ta sẽ trọng thưởng thái sư cứ yên tâm ta đảm bảo các nạn nhân sẽ không ăn được miếng cháo nào đâu có chuyện gì vậy? Không phải ta bảo nàng đi cứu trợ thiên tai sao? Sao lại quay lại đây? Lão gia, thiếp có việc muốn báo. Thiếp phát hiện nhiều người giả bạo dân tị nạn, lừa lấy lương thực. Chúng còn đánh đập người dân tị nạn thật, hồ dữ không gầm. Chúng lại tưởng rừng xanh vô chủ. Lần trước ta đã không muốn giết người rồi. Lần này ta phải giết chết lúc khốn nạn kia. Bỏ hết đồ ăn xuống cho ta, ai dám giấu giếm, thì hãy nhìn hắn mà học. Lấy của chúng mau. Thưa ngài, toàn bộ lương thực triều đình phân phát đều đã bị ngài lấy đi. Đây chỉ là chút đồ ăn còn sót lại, cái lũ vô dụng các ngươi. Nếu ta dám nói thêm một lời nào nữa, thì coi chừng thanh kiếm của ta. Ngươi thật to gan, ngươi không biết, sẽ tưởng ngươi là đại quan đấy ngươi giả làm dân tị nạn giết hại dân lành cướp lương thực thật đáng chết thượng thư đại nhân ta chỉ nghe lệnh của đại quan ngài không làm gì được ta đâu có người chống lưng hay không ta vẫn giết không tha thanh thanh giết hết bọn chúng vâng trương yên thả to gan Với tư cách là mệnh quan đi cứu giúp người dân, ngươi đã không giúp, còn giết hại dân lành. Ta không nghĩ quan nhất phẩm lại coi thường vương pháp như vậy. Còn chó già, ngươi nói gì? Hắn mà là dân tị nạn ừ. Ngươi có phải người tị nạn không? Đúng, bàng thái sư nói rất đúng. Tiểu nhân đang rất đói khổ. Thượng thư đại nhân, ngài không thể vụ an cho người tốt được, nghe thấy chưa? Nếu người giết hắn, thì thật vô nhân tính. Ta đang có quyền giám sát mệnh quan triều đình, nên ta sẽ bắt người. Người đâu? Chờ đã. Hắn vừa nói có người chống lưng, người đó là người phải không? Thượng thư đại nhân, bây giờ ngài mới hiểu sao Thái sư đang ở đây, ngài sẽ không làm gì được ta đâu Chức của Thái sư cao hơn chức của ngài nhiều Còn nói nữa Ta sẽ giết người, dừng lại Trương Yên, Người định bao che cho lũ giặc có để giết người dân sao? Tội này sẽ bị chu tam tộc đấy. Người nói vậy, thì nó là vậy. Chính người nhận đấy nhé. Thái sư ta chưa từng vu oan cho ai đâu. Ta lại sợ ngươi quá. Nếu ngươi dám thì cứ việc đi. Nhưng hắn chắc chắn không phải dân tị nạn. Hắn chỉ là một tên tiểu nhân. Làm sao dám nói dối trước mặt các đại quan được? Sao ngươi cứ một mực nói hắn không phải dân tị nạn? Dựa vào cái này Thượng phương bảo kiếm Thượng phương bảo kiếm ở đây Trên chém kẻ gian tạc Dưới chém kẻ tiểu nhân Cầm thanh kiếm này như hoàng đế hiện thân Có thượng phương bảo kiếm ở đây Thái sư cũng không thể che chở được tên khốn kia đầu Thái sư Bây giờ còn nói hắn là dân tị nạn không? thái sư thái sư ngài nói đi hãy cứu tiểu nhân không nếu ta muốn mạng hắn thì ngài có ý kiến gì không có không có thượng phương bảo kiếm ở đây thần không dám một mắt chủ của ngươi bây giờ không che chở được ngươi đâu nói đi im lặng là đồng ý Thái sư, hãy cứu tôi. Tất cả những gì ta làm, đều do bằng thái sư sai khiến cả. Gian dân, ra là tất cả đều do bằng thái sư sai người làm sao. Đúng, thái sư sai tiểu nhân làm vậy. Người dám hại người dân vô tội, lần này thì ngươi chết chắc rồi. Bà con, muốn giết hắn cần tự tay các người làm, ông lý của các người, thì hãy tự mình đòi lại đi giết hắn đi giết hắn đi ta sẽ dùng cái đầu này để tế các anh hùng nơi đây nếu ta có chuyện gì thì chiếc mũ của các người cũng không giữ được đâu vì vậy, hai người cần quan tâm đến chuyện này mới đúng chứ nhỉ? Bàng Thái Sư, Bệ Hạ sẽ không tin lời vu khống của Trương Yên đâu, Thái Sư lo quá rồi. Trương Yên hiện tại được Bệ Hạ rất sùng ái, tuyệt đối không thể coi thường. Những tên giặc cỏ do Trương Yên chiêu mộ cũng có liên quan đến việc này, Thái Sư đừng lo. Bản chất lúc cướp khó đổi, lừa đảo để nhận đồ ăn cũng hợp lý. Vì vậy, Ta sẽ đổ tội hết cho lũ giặc cò, chứ không phải do tên một mắt. Vì lũ giặc được trương yên chiêu mộ, nên ta sẽ đẩy hết tội cho hắn. Hay, rất hay, kế sách hoàn hảo. Ta sẽ đi bắt hết lũ giặc cò và bắt chúng nhận tội. Gặp được ngài là may mắn lớn nhất của thiếp. Đi theo ngài, thiếp đã làm được rất nhiều việc thiện rồi. Vậy tại sao nàng không? hôn ta một cái một cái là không đủ đâu báo lão gia có báo cáo gấp nói thái sư đã bắt hết anh em chúng tôi và nói họ từng là giặc cỏ còn bắt họ nhận tội lừa đảo người dân cái gì yên tâm ta đã nói với bệ hạ rồi chỉ cần đứng trước mặt bệ hạ dù hắn say chuyển đen trắng thế nào cũng vô ích thôi nhưng lão gia anh em của thiếp sắp bị xử tử rồi yên tâm ta sẽ không làm nàng thất vọng đâu nghe lệnh ta xuống xe và theo ta đi cứu người cứu anh em cứu anh em giết chúng đi khi người dân gặp nạn cả triều đình lo cứu trợ nhưng bọn cướp này đã tàn nhẫn giả làm dân tị nạn cướp hết đồ ăn thật sự là quá kinh tởm <laughs> giết chúng <laughs> giết chúng Thái sư, ngài không phải người tốt, thượng thư sẽ không tha cho ngài đâu. Thượng thư sẽ cứu chúng ta. Nhìn xem, đến giờ này còn hoang tưởng, tất cả chỉ vì phía sau bọn chúng có Trương Yên che chở. Đà đảo Trương Yên. Người đâu? Hành hình. Giết chúng đi. Là thái sư, ta nhất định phải đấu tranh tới cùng với gian thần ta sẽ chém bọn giặc cỏ này trước để an nội linh hồn những người chết oan. Bàng Thái sư cao thượng quá, Bàng Thái sư nhanh chém chúng đi. Người đâu, chém. Dừng tay, đợi đã. Tên chó giả, làm hại dân thường, giả bạo nạn nhân để lấy lương thực là ngươi đã làm, kẻ hãm hại người dân chính là ngươi, những tên giặc cỏ này đều do ngươi chỉ đạo. Bà con ơi, bổn thái sư vì dân trừ hại, lại bị gian thần hãm hại, các người bảo ta nên làm thế nào? Giết gian thần đi! Giết gian thần đi! Các người không phân biệt được đen trắng, thái sư mới chính là gian thần. Thanh Thanh, một tên giặc cỏ mà dám nói chuyện với ta sao? ta sẽ giết đồng bọn của ngươi trước, sau đó đến ngươi. Dừng lại. Ngươi nghĩ ta chưa chuẩn bị gì sao? Cao thủ nội các này đều là người của ta. Thả người ra, thả hắn cũng được. Chỉ cần ngươi nhận đã hãm hại người dân, thì ta sẽ thả hắn ra. Đã quá muộn rồi, lần này ta đã dùng chim để báo với bệ hạ, người chết chắc rồi. Cái gì? Người đã hãm hại ta, thì đừng trách ta độc ác. Giết Thành Thành cho ta. Có thượng phương bảo kiếm ở đây, kẻ nào dám manh động. Nhân danh thương phương bảo kiếm, ta ra lệnh con chó giả nhà ngươi, thả hết họ đi. Sợ rằng ta đồng ý, mọi người cũng sẽ không đồng ý đâu. Mọi người, ta vì dân chúng lên tiếng, nhưng tên gian thần này lại dùng thượng phương bảo kiếm uy hiếp, các ngươi bảo ta nên làm ghi. Giết hắn. Vì dân trừ hại. Bàng Thái Sư dám hãm hại dân tị nạn, cản trở việc cứu trợ thiên tai. Khi bị Trương Yên vạch trần, còn dám đảo đen thành trắng, vụ oan cho người tốt. Người đâu? Chuẩn bị cho ta, ta muốn tự tay, trừng trị kẻ loạn thần, phá hoại đất nước này. Để chúng tôi, Trương Yên, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi thừa nhận mọi tội lỗi, thì ta sẽ để họ đi. Điều đó là không thể. Ta vẫn chưa nói xong. Ta không chỉ để họ đi, và sẽ tìm người thay thế họ chịu tội hãm hại người dân. Và từ nay về sau, người và ta sẽ hợp tác nắm quyền lực của triều đình. Sao thế nào? Đồ khốn, dù điều kiện người đưa ra hấp dẫn đến đâu, thì ta cũng chỉ có ba chữ. Không. Bao giờ. Vậy thì đừng trách bổn quan không nhân nhượng. Chém. đúng là nuôi các người vô ích các người làm cái gì vậy tên chó già mở to mắt chó của người ra mà xem thử họ là ai bàng thái sư mở to mắt ra mà xem kỹ họ là ai họ là người của ngươi đúng vậy tưởng ta không chuẩn bị gì sao còn diễn cho ừ không thể nào trương yên người thật độc ác Đi với bột thì mặc áo cả sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Người nghe bao giờ chưa? Ta biết rồi, chỉ cần hôm nay người tha cho ta. Thái sư ta sẽ nghe theo người hoàn toàn. Vậy thì ta muốn bây giờ, người đứng trước mặt người dân và kể cho họ nghe những tội ác người đã làm, người có dám không? Đó là bắt ta chết. Đúng vậy. Ta đang muốn người chết. Và, ngươi phải chết. Chúng ta phải giết hắn ngay. Không thể giết bàng thái sư. Bàng thái sư là viên quan tốt. Các người mê muội quá. Mọi người, ta là một mệnh quan tốt mà. Hãy nhanh cứu ta với. Nếu ngươi là quan tốt, thì trên đời này chẳng có cầu quan. Bệ hạ. Bệ hạ. Thái sư, người thật to gan, dám làm hại dân lành, còn vụ khống trung thần của ta, ta nghĩ rằng tất cả việc này đều do người làm đúng không? Bệ hạ, đừng nghe lời vu cáo của hắn, những gì hắn nói đều là bịa đặt cả. Ta bịa đặt sao? Vậy người có dám nói không làm gì trước mặt bệ hạ và dân chúng không? Đối chất từng việc một, kẻ nào nói dối sẽ bị xử trảm. Sợ rồi đúng không? tất cả những gì bằng thái sư nói đều là giả dối sao trương yeah. yên đại nhân chúng tôi sai rồi không sao đó không phải lỗi của các ngươi mà đều là do hắn cả thái sư đã làm nhiều điều ác giết người vô tội vạ xin bệ hạ không nhân nhượng xin bệ hạ trừng trị thích đáng chấm nhất định sẽ trừng trị thích đáng Bàng Thái Sư, tội của người quá lớn, hôm nay, chấm sẽ cách chức Thái Sư của người, tước bỏ tất cả chức tước, tịch thu tài sản. Con cháu đời sau mãi mãi không được làm quan. Ngươi nhìn cái gì, không lẽ, ngươi không hài lòng với ý chỉ của bệ hạ sao? Bàng Thái Sư, ngươi có ý kiến gì không? Thần, xin tuân chỉ, các ngươi có ý kiến gì không? Bệ hạ anh Minh, người đâu? Kéo hắn xuống trương yên hãy nhớ ta ta sẽ không bỏ qua đầu trương yên từ giờ trở đi người chính là thái sư mới của trẫm các người có ý kiến gì không hoàng thượng anh minh ta đã bị kẻ gian hãm hại mất hết chức vụ triều đình sợ rằng không bao lâu nữa sẽ bị tống vào đại lao kế sách bây giờ là gì kế hoạch là chỉ có chiến đấu đến hơi thở cuối cùng bằng mọi giá phải giết chết Trương yên suốt đời ta lao tâm khổ tứ là vì các con thôi Giờ thì các con cũng không thể vào triều làm quan được nữa, suốt đời làm nô lệ. Phụ thân, chúng ta phải làm thế nào đây? Tình thế đến đồng đỗi này, chỉ còn một con đường. Trốn sang nước tần. Cái gì? Đó là tội phản quốc. Phản quốc cái gì? Chỉ có trốn sang nước tần, các người mới có thể tiếp tục vào triều làm quan. Chỉ khi đó, ta và các con mới có thể tận hưởng vinh hòa phú quý. Cho dù con cháu đời đời không làm quan, cũng không thể phản quốc. Những sách thánh hiền mà con đọc không có câu nào dạy phản quốc cả. Xin thứ tha cho con, con không thể đồng ý được. Còn con thì sao? Con sẵn sàng nghe lời cha dạy. Ta, đã hiểu đi thôi chúng con không thể báo hiếu cha được con xin lỗi phụ thân Con trai, có vẻ như chỉ có con hiểu được tấm lòng của ta. Đừng lo, tướng quân canh giữ biên giới là con nuôi của ta. Cha sẽ thuyết phục được hắn đưa hai ta vào triều đình. Khi đó, hai cha con ta sẽ leo lên cao và sẽ trả được mối thủ này. Trương Yên, ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Bệ hạ, bàng thái sư đã phạm tội ác tài trời chỉ cách chức thôi là chưa đủ gian đe thần nghĩ hắn đáng bị tống vào đại lao không bao giờ được thả các khanh thấy sao thượng thư nói có lý thái sư bàn chất bì ổi giết hại dân thường xứng đáng vào đại lao xin bệ hạ hãy nghiêm trị bắt thái sư vào đại lao bệ hạ minh xét được chấm giao cho trương yên đi bắt ngay thái sư và tống hắn vào tù Thần tuân chỉ. Bàng Thái Sư, trước khi ta quay lại, ta phải giết người trước đã, để ngươi không thể gây rắc rối ở thế giới này nữa. Đại nhân, không ổn rồi, bàng thái sư đã bỏ trốn, bỏ trốn sao? Hắn thật nhanh chân, hắn chạy đâu rồi? Theo tin của thiết, hắn đã chạy về phía tây, phía tây. Đây không phải là căn cứ của chúng ta, quản lý ở đó đang là Lý Cát Sao. Thanh Thanh, truyền lệnh của ta, bắt ngay hắn lại. Tuân lệnh, ta không tin không bắt được hắn. Cầu tiễn. Hãy nhanh chóng ban bố lệnh truy nã của đại nhân, bắt khẩn cấp bằng thái sư. Tại sao chủ nhân lại căng thẳng thế nhỉ? Thôi cứ đi đã mau truyền lệnh bắt bảng thái sư ngay dừng lại đã cuối cùng ta cũng bắt được ngươi rồi lần này ông chủ lý cát sẽ thưởng lớn cho ta vì anh hùng này chắc là nhầm người rồi đừng nói linh tinh ta cho người biết lý đại nhân của ta vừa ban lệnh bắt ngươi khẩn cấp lần này thì ngươi gặp rắc rối lớn rồi cái gì truy nã sao Ông chủ của ta đã nhận lệnh từ Trương Yên Đại Nhân, người chết chắc rồi. Lại là Trương Yên. Lão Phu không đội trời Đại chung. Đại Nhân, bàng Thái Sư đã bị bắt. Sao hai người thân mật thế? Vô duyên, sao vào không gõ cửa? Tiểu thiết, lấy ngựa cho ta, ta sẽ tự tay bắt Bàng thái sư. Đại nhân muốn đi bắt bằng Thái Sư Ư, ừ. không phải đang vui vẻ với Thành Thành sao? Hắn đã bị người của ta bắt, ngài có chắc muốn đi không? Khẩu vị của đại nhân mặn quá. Lại đây. Hóng hớt này, hãy chú ý đến công việc đi. Cha, làm sao bây giờ? Trương Yên là ai? Sao lại bắt ta? Con đừng sợ, cha đã thông báo với con nuôi của ta rồi, chút nữa sẽ dẫn quân đến cứu trợ. Tốt lắm. Để xem, ta sẽ khiến lũ khốn các người chết không có chỗ chôn. Chuyên lệnh của ta, toàn quân sẵn sàng, ngày mai sẽ chiến đấu. Tướng quân, ngài đã làm việc không nghỉ trong thời gian dài, hãy nghỉ ngơi đi đã. Thân thể ta là để chiến đấu vì đất nước. Dù có chết cũng không hối tiếc. Cập báo, hãy cứu ta với, ta đã bị lũ phản quốc hãm hại, đang bị giam ở Đại Lao, còn hãy mau cứu ta. Toàn quân nghe lệnh, hãy cùng ta tiêu diệt lũ phản tạp. và cứu cha nuôi của ta. Tuân lệnh tướng quân. Đại nhân, không hay rồi. Ta vừa nhận được tin báo, con nuôi của Thái Sư đang dẫn quân đội tới để giải cứu hắn. Hắn là ai? Theo thiết được biết, thì hắn tên là Bàng Lâm, một dũng tướng rất mưu trí và dũng cảm, không ngờ lại là con đuôi Bàng Thái Sư. Thiết sợ rằng, chúng ta sẽ khó đối phó với hắn đấy. Tất cả nghe lệnh, lập tức đến biên giới. Rõ. Bàng Thái Sư đây rồi, thật tuyệt. Ta đã phải mất hai ngày trời mới tới được đây. Trương Yên, ngươi thực sự muốn giết ta vậy sao? không giết người thì làm sao báo thù được cho dân chúng chỉ cần ngươi tha cho ta ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi vẫn muốn làm hại ta sao ta đã nói ta không cần tiền rồi ta là thái sư ngươi muốn gì ta đều đáp ứng được ta khinh bây giờ ta mới là thái sư mau trói hắn lại đưa về kinh thành tống giam ai dám động vào cha ta sẽ phải chết Bàng Lâm đã tới rồi, ta xem ai dám động đến ta. Bàng Lâm tướng quân, người đã tới rồi sao? Hắn đã hạm hại ta, và còn giết hai con trai của ta. Con hãy mau báo thủ cho cha, giết hắn đi. Biên giới lạnh lẽo cũng không hề nao núng, không ngờ ở triều đình toàn lũ phản thần. Chính người đã hãm hại cha ta, người phải chết. Tướng quân, chính cha nuôi của ngài mới là kẻ hại dân hại nước, đừng để lão ta thao túng. Đừng nghe hắn nói bậy, Lão Phu Trung Thành, các đại thần đều biết. Tướng quân, ta đã nghe danh của ngươi từ lâu, chiếm được năm thành, bắt sáu tướng, một mình xông pha trận mạc. Dẫu có ngàn vàng, cũng không hề lung lay. Tướng quân, hãy sử dụng lòng trung thành đúng chỗ, đừng để hắn lừa dối. Bệ hạ còn ban cho ta thượng phương bảo kiếm để bắt hắn đây. Con trai, đừng quên ơn ta cứu con, mau giết hắn đi. Tướng quân, hãy thấu đáo lên cha từng cứu mạng ta, ta không thể bội nghĩa, trừ khi đích thân bệ hạ ra lệnh. Nếu là người khác thì ta đã trực tiếp bắt hắn rồi. Nhưng tướng quân muốn thánh chỉ thì ta sẽ có ngay. Con trai, còn chờ gì nữa? Hắn đang nói dối đấy, đừng để hắn lừa. Cha đừng lo lắng, nếu cha là người ngay thẳng, bệ hạ nhất định sẽ biết thôi. Sẽ nhanh thôi, tướng quân, ta đã sai thuộc hạ cấp báo về kinh thành. Khi thánh chỉ đến để xem tên thái sư này có sống nổi không. Đây là thuốc độc đúng không? Cha đang làm gì vậy? Hãy gọi con nuôi của ta đến. Cha muốn đầu độc bằng lâm sao? Nói nhỏ thôi. Dù sao thì hắn cũng là con nuôi, con mới là con đẻ của ta. Nếu ngày mai thánh chỉ đến thì hắn sẽ là người bắt ta đấy. Lúc đó thì đã muộn rồi, ta làm những điều này cũng vì con thôi. Con hiểu rồi, hiểu rồi sao còn chưa đi? Vâng. Ai? Tướng quân cô đơn quá. Sao không cùng ta uống một chén? Anh hùng Giang Nam cũng muốn uống với kẻ thổ lỗ như ta sao? Tướng quân đã nghe về ta ư. Ừ. Ngài đã dùng chính tài sản của mình để mua đất cho người dân, còn cứu trợ dân tị nạn, dù ở biên giới, nhưng cái tên Trường Yên đã làn khắp cả nước. Thanh danh cầu tướng quân ta cũng từng nghe, nhưng ta muốn hỏi Ngài, nếu ngày mai Thánh chỉ đến, ngài có chắc vẫn bảo vệ hắn không cha đã cứu mạng ta nhưng hắn cũng đã giết vô số người sao cha ta có thể làm những điều như vậy đại ca cha cho gọi huynh vào phòng được tướng quân hắn đã giết con ruột ở kinh thành nay chỉ là con nuôi thôi hãy cẩn trọng đừng vu khống cha ta làm sao cha có thể hại ta được Ta cũng mong vậy. Cha nuôi, cho gọi con sao. Con ngồi đi. Con trai, ta muốn hỏi con, nếu Trương Yên thực sự mang được thánh chỉ đến đây, thì con sẽ làm gì? Cha nuôi hết lòng vì đất nước, bệ hạ sẽ biết rõ, không thể nào có thánh chỉ được. Nỡ như hoàng thượng bị lừa thì sao? thì con sẽ về kinh thành cùng cha cùng cha đòi lại công lý tại sao nào hãy cùng cha uống ly rượu này kỷ niệm ngày ta đoàn tụ con trai rượu có độc cha mau chạy đi con trai phải chi con không quá trung thành thì tốt hãy yên nghỉ đi ta sẽ trả thù cho con người đâu trương yên hắn đã giết chết tướng quân rồi con trai ơi con trai sao con lại tin tên phản tạc trương yên đến thế tướng quân các tướng sĩ trương yên đã hãm hại ta giờ lại giết chết tướng quân hãy cùng ta bắt tên phản loạn này lại, trả thù cho tướng quân. Trả thù cho tướng quân. Giết chết kẻ phản bội, báo thù cho tướng quân. Trương Yên, người thật khốn nạn, đã mưu đồ tạo phản, nay lại giết chết tướng quân biên này, thật to gan. Tướng quân đã trung thành với người như vậy, sao người vẫn không tha, im miệng, nói nhiều vô ích, giết hắn cho ta thượng phương bảo kiếm ở đây ai dám động vào ta là phản loạn nhanh lên bàng thái sư rất nhiều thủ đoàn ta sợ trương yên gặp nguy hiểm công chúa sao người lại đích thân đưa chiếu chỉ vậy trương yên là phu quân sắp cưới của ta nên ta phải đích thân đi sẽ mất khoảng một canh giờ nữa nhanh lên thượng phương bảo kiếm ở đây ai dám động vào ta là phản loạn sao thế thấy thượng phương bảo kiếm các người sợ rồi sao? các người đã quên mối thủ giết tướng quân rồi sao? rõ ràng là người đã giết con trai mình, giờ lại cháo trở thế này đây. im miệng, rõ ràng người đang âm mưu chiếm ngôi thái sư của ta. những người lính hãy trả thù cho tướng quân đi, tội đầu ta gánh hết. Trả thù, trả thù cho tướng quân, trả thù cho tướng quân. dừng lại, Bàng thái sư. Người dám giết Trường Yên, bổn cung sẽ giết người trước. Công chúa, Thánh chỉ ở đây, còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ. Bàng Thái sư, Thánh chỉ đã đến, âm mưu của người thất bại rồi. Tên phản nghịch, người có thể lừa bệ hạ và công chúa, nhưng người không thể lừa được ta. Thánh chỉ cũng là giả thôi. Báo thù. Một vị tướng chinh chiến nơi biên cương, nay lại chết dưới ta một tên phản nghịch, chúng ta phải giúp tướng quân trả thù. Lấy đầu của hắn. Bàng Thái Sư, người không chịu tiếp thánh chỉ, người muốn phản loạn sao, người có biết đằng sau ta, còn hàng ngàn cấm vệ quân không, nếu người dám, ta sẽ giết người. Công chúa, ta không dám phản loạn. Nhưng con trai ta đã bị tên cầu tặc này giết, ta chỉ muốn trả thù cho con trai thôi. Muốn giết Trương Yến thì bước qua sát ta trước. Không ổn rồi, nếu cấm vệ quân đến, chúng ta sẽ tiêu đời, trước mắt phải tìm cách qua biên giới trước. Toàn quân nghe lệnh, mang thi thể tướng quân về thành. Tuân lệnh. Trương Yên, ta nhất định sẽ báo thù cho con trai ta, ta sẽ chém người thành trăm mảnh. Trương Yên, ta nhất định sẽ báo thù cho con trai ta. Ta sẽ chém người thành trăm mảnh. Sao vậy? Không có cấm vệ quân theo ta đâu. Ngươi hãy chạy về kinh thành trước đi. Đại nhân, chúng ta nên làm gì? Trở lại kinh thành và huy động quân đội. Ta sẽ đích thần giết tên chó giả này Các tướng sĩ nghe đây Phản thần đang lên nắm quyền Giết cả tướng quân biên này Các người có muốn cùng ta báo thủ không Muốn, muốn, muốn Tốt, vậy hãy mở cổng thành Đón quân tần vào kinh thành Thái sư, đây là tội phản loạn Người đã quên mối thù của tướng quân rồi sao Đây không phải là phản loạn. Đây là mượn sức mạnh của Đại Tần để báo thù cho tướng quân. Các người đã quên lòng tốt của tướng quân dành cho các người rồi sao? Chúng tôi không quên. Tốt, hãy mở cổng thành, đón quân Tần. Biên giới thất thủ, quân Tần đã vượt qua biên giới, tại sao tướng quân trung thành của ta lại thất bại được? Vị tướng trung thành và dũng cảm của bệ hạ đã bị thái sư hại chết. Hắn bây giờ đang chỉ huy quân đội ở biên giới. Vậy, mờ cổng thành cũng là thái sư sao? Đúng. Tên khốn. Chấm sẽ chu di cửu tộc hắn. Bệ hạ, xin hãy cho phép thần dẫn quân đi viễn trinh, bắt sống thái sư, ta thù cho tướng quân. Không được đâu, quân tần rất dũng mãnh, ta không thể đánh lại. Đúng. Mấy chục năm qua, Nước ta đều thất bại. Bệ hạ, biết là người ra cho thần, thần sẽ tự tin giành chiến thắng. Ái khanh có cách gì? Thần sẵn sàng dùng chính gia tài của mình, huy động nhân tài trong đất nước. Chúng ta sẽ chế tạo những loại vũ khí vượt thời đại, có thể đánh bại quân đại tần. Khi thời cơ đến, bệ hạ sẽ biết, bẩm tướng quân, tất cả binh sĩ giữ biên giới đã bị tiêu diệt. Được, trong thời hạn 7 ngày phải xuất quân đến được kinh thành đất lành chim đậu bàng thái sư ngài đã chọn đúng đường rồi biết thời thế mới là anh hùng ta chỉ chọn mặt gửi vàng thôi đã có bàng thái sư ở đây thì ta đã biết hết bí mật nếu ta chiếm được kinh thành thì bàng thái sư sẽ được làm thừa tướng đa tạ nguyên soái ta còn một chuyện nữa sau khi chiếm được kinh thành nhất định phải giết trường yến hắn là ai Hắn là kẻ thù cầu ta, ta muốn uống máu hắn. Lần đầu ta thấy cái này. Thật kỳ lạ, các người thấy đấy, ta đã phải chiêu mộ tất cả những thợ kim khí giỏi nhất đến đây. Nếu vũ khí này được chế tạo, ta sẽ thưởng mỗi người 5 ngàn lượng vàng. Chúng tôi sẽ dốc hết sức để làm món vũ khí này. Đại nhân, chế tạo cái này rất tốn kém, ta sợ điệp ra không gánh vác nổi chuyện thăng trầm ở đâu cũng có hơn nữa bệ hạ đã giao nhiệm vụ này cho ta nếu quân đại tần chiếm được kinh thành thì nhiều tiền cũng đâu để làm gì ta đã bán hết gia sản của điệp gia rồi đại nhân cứ yên tâm phải mất bao lâu mới hoàn thành nếu đủ kinh phí thì chỉ hai ngày là xong tốt nói với quân đội hai ngày sau chúng ta sẽ giành chiến thắng Chúng ta đã đánh được qua biên giới, thì Kinh Thành đã nằm trong tay ta rồi. Ta sẽ nhanh chóng tiến tới, giờ chỉ toàn tôm tét thôi. Đại nguyên soái thật tham vọng, chúng không chống lại được là đương nhiên. Đa tạ Thái Sư đã đầu quân cho ta. Từ chuyên lớn như đường hành quân, đến nhỏ như thói quen cầu binh sĩ, ta đều nắm rõ. Sau khi chiếm kinh thành, ta sẽ trọng thưởng cho ngài. Đa tạ nguyên soái. Nguyên soái, kinh thành giá gửi chiến thư, thách đấu ta trong hai ngày tới. Tốt lắm, chúng tìm đến cái chết rồi. Hãy triệu tập ba quân, chuẩn bị sẵn sàng trong hai ngày tới, san phẳng kinh thành. Không phải nói hôm nay quyết chiến sao, tại sao không thấy một ai ra tiếp đón vậy? Chúng đầu hết rồi. Chắc chúng sợ rồi, không dám ra đầu. Đương nhiên rồi, quân đội ta dũng mãnh như vậy, bọn chúng làm sao chống được. Trương Yên, sẽ làm được chứ? Xin bệ hạ hãy yên tâm, Trương Yên sẽ không chiến đấu khi không chắc thắng đâu. Đại nhân sẽ làm được Chỉ cần lão ra quyết tâm Là sẽ giành chiến thắng Lũ giặc cỏ hãy trông mắt lên xem Vũ khí bí mật của chúng ta đây Bắn Khai hỏa Cứu ta Chân của ta Tiếp tục bán cho ta đây là loại vũ khí ma quái gì vậy không nguyên soái đã chết đầu hàng chúng ta phải đầu hàng sao rồi quân địch đã thua cuộc theo lệnh của ta tổng tấn công Ta không chạy nữa Bàng Thái Sư Cuối cùng ông cũng rơi vào tay ta Đại nhân Xin đại nhân hãy tha mạng cho ta Ta thề sẽ làm trâu ngựa để phục vụ đại nhân Làm bất cứ điều gì Được rồi Vậy thì hãy làm điều đó cho ta Chuyện gì vậy Bốn người chết Cuối cùng cũng giết được tên cầu tặc này Đại nhân Đại nhân Đại nhân Trương Yên Phu nhân, ta đã làm phát rồi Chúc mừng ngươi đã vượt qua được bài kiểm tra. Thành thật mà nói, ngươi đã làm tốt hơn những gì ta nghĩ. Ngươi có tiếc nuối gì không? Ta chỉ thắc mắc là tại sao phu nhân muốn ta về thời cổ đại. Ngươi hãy tin rằng tất cả là do định mệnh sắp đặt. <laughs> Phu nhân vẫn chưa nói trước chìa khóa này để làm gì Anh ổn chứ Tại sao <laughs> Damn. Uh.